Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Japan Hàng Châu Âu Nhật Bản. Hôm nay em xin giới thiệu cho mọi người mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Senco MLM. Đây là một trong những cái mẫu đồng hồ cực kỳ VIP và đặc biệt là rất rất nặng. Với cân nặng của nó lên 12 hoặc là 14 kg. Em sẽ đo, em sẽ cân lại chính xác cái cân nặng của chiếc đồng hồ. Thì toàn thân là đá cẩm thạch, đá tự nhiên hoàn toàn, rất rất nặng. Thì em này đây, các đường vân của nó đây mọi người nhé, đường vân là đường đá tự nhiên, không phải nứt gì đâu mà các đường vân đá của nó từ trên bệ đá phần bên dưới thì nó rất là, nhìn ở ngoài thực tế rất bề thế, không biết các bác nhìn ở trong clip thì có bị nhỏ không, nhưng mà ở ngoài khá là to. Mặt số La Mã trên nền phay mạ vàng, và đặc biệt là em này tròn giờ. Mình có thể cài đặt 15 phút đánh chung một lần hoặc là tròn giờ đánh chung một lần. Thì trước tiên em sẽ cho các bác nghe thử cái tiếng chuông của nó. Ba bản nhạc, hai bản nhạc và một lần một tiếng chuông, thì có nghĩa là em cứ gọi nôm na là ba bản nhạc. Thì trước tiên em sẽ cho các bác nghe cái bản nhạc quen thuộc cũng như là bản nhạc kinh điển trước đến từ chiếc đồng hồ. Em này ở cái bản nhạc đó là Westminster mọi người nhé. Westminster thì đây sẽ quay cho mọi người. Đây là cái bản điều khiển của nó. Bên trong đây thì đây là phần cài đặt 15 phút đánh chung một lần, rồi cắt chuông, rồi bản nhạc đây. Đây là tiếng chuông không mọi người nhé. Còn em gạt cái thứ hai này. À, 1 giờ thì đánh 1 tiếng chuông, 2 giờ thì đánh 2 tiếng chuông. Thì để báo hiệu cho mình biết là mấy giờ. Thì tiếp theo em sẽ cho các bác nghe cái bản tiếp theo. Bản này thì em hay gọi là bản gai. Các bác vừa nghe hai cái bản nhạc đến từ đội em đồng hồ Senco MLM. Thì ở phần bên ngoài nó có điểm nhấn, đó là cái mặt của nó tráng gương, bốn góc cạnh xung quanh rất đẹp, kim số thì nhã nhặn lịch sự. Một chiếc đồng hồ rất đáng để chơi và sưu tầm. Nên là các bác mà cần tư vấn thêm thì có thể liên hệ cho fanpage Sơn Japan Hàng Nhật Âu, Thợ Săn Kho Báu hay website hangjapan.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.